Em xin chào toàn thể cô, chú, anh chị, các bạn yêu Hoa Phong Lan. Hôm nay ngày 21 tháng 7 năm 2018, ngày mới. Cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể cô, chú, anh chị, các bạn. Chúc mọi người có những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc bên gia đình yêu thương của mình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Mã Bảo Trung. Em sống và làm việc tại Cao Bằng. Nghề nghiệp của em là chuyên trồng và cung cấp tất cả các loại giống hoa phong lan rừng ạ. Thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu với toàn thể cô chú anh chị các bạn rất là ít các loại mặt hàng thôi, bởi vì là đợt này đang ảnh hưởng bão đấy, nên là không có hàng, hàng đợt này cũng cực kỳ ít ạ. Thì em sẽ giới thiệu luôn vào vấn đề luôn. Đầu tiên thì em sẽ thanh lý một số loại mặt hàng này. Em sẽ giới thiệu đầu tiên này, thanh lý kiều vàng. Thanh lý kiều vàng em bán 140.000 một cân này, kiều vàng thanh lý này 140.000 một kg. Và chỗ này em có khoảng 3 kg. Trên này một combo 10 loại này. Đây. Một combo 10 loại. Combo này rất đẹp nhé. Cùng có kiều vàng, phi điệp vàng, hạc vĩ, hải râu, tóc tiên, đùi gà, hoàng lạp, kiều mỡ gà, vanda và kiều hồng. Đấy, 10 loại ạ. Thì một cái combo này thì em sẽ bán là giá là 700.000 ạ. Combo 10 loại em bán 700.000. Em sẽ giới thiệu luôn ở ngoài này luôn này. Ở phía ngoài này luôn này. Combo nữa này. Kiều hồng này. Hạc vĩ này, mối tua này, tam bảo sắc này, đuôi chồn này, hoàng lạp này, đùi gà này. Bên kia là cái gì nhỉ? Hương vani. Cũng có 10 loại ạ. Hai combo, mỗi combo 10 loại nhé. 700k một combo ạ. Đấy. 700k một combo. Trên này tóc tiên Bắc này. Tóc tiên Bắc hàng mới về này. Có 4 kg này. Tóc tiên Bắc hàng mới về này em bán giá là 180.000 một kg này. Tóc tiên Bắc này, loại này thì mọi người có thể trồng vào chậu này. Cho vỏ thông vào, đấy cho vào chậu cắm vào xong thì giữ ẩm hàng ngày là nó sẽ lên ngay ạ. Đấy. Em còn hai dề dáng hương đuôi cáo. Hai dề này em bán 500.000 một dề nhé. Hai dề rất là to ạ. Em bán 500k một dề. Bên này trong này. Hoàng thảo đùi gà. Hoàng thảo đùi gà là em bán giá 250.000 một kg. Mua từ 3 kg em bán 230.000. Mua 5 kg em bán 200.000 một cân ạ. Em có lô hạc vĩ Bắc rụng lá này. Đây, lá cực kỳ ít luôn này. Loại này thì mua rất là lợi cho khách hàng khi mà khách hàng lấy này. Loại này thì em bán giá 300.000 một cân. Mọi người mua từ 3 kg trở lên em bán 280.000. Đấy. Lô này thì khá là khô ráo, đẹp ạ. Chỗ này có 12 kg đấy ạ. Tiếp theo địa lan hồng hoàng 150.000 một cân. Và mọi người có thể thấy là cây cây nó đang có hoa này. Đấy, cây này bông này khá đẹp này. Đây, bông khá đẹp ạ. Địa lan hồng hoàng nhỉ, 150k 1 kg ạ. Lô hôm nay mới về cực xanh mướt nhé. Em sẽ ghi hình trở lại từ phía ngoài nhá. Đây, tiếp theo ở bên này. Em có 4 bó long nhãn cực xanh này, cực đẹp này. Đây. Em bán 120.000 một bó ạ. 120.000 một bó nhé. Văn đa hương chanh 100.000 một bó, em có 2 bó đấy ạ. Đấy. Ở đây cực kỳ khan hàng, 100k một bó. 120k một bó long nhãn. Chỗ kiều vàng với hải râu này. Chỗ kiều vàng với hải râu đẹp không ạ? Đấy, quá là đẹp và xanh mướt ạ. Kiều vàng với hải râu chỗ này thì em bán 600.000. 600.000 chỗ kiều vàng với hải râu này. Hoàng thảo ý ngọc này 250.000 một kg này. Đấy ạ, hoàng thảo ý ngọc. Hoàng thảo kim điệp, chỗ này em bán xả hàng này. Chỗ này em bán xả hàng nhé. Chỗ kim điệp em bán 300k này. Rất nhiều ạ. Rất nhiều luôn ạ. Cái này phải được khoảng 5 giò, 5-6 giò ạ. Chỗ kim điệp em bán thanh lý 300k. Tiếp theo, giáng hương tam bảo sắc. Lô này thì
Hôm nay lấy về thì do là cây là các bạn ấy không biết đóng hàng, hàng rất là đẹp. Nhưng mà chỗ này là chỗ khai thác mới nên các bạn không biết đóng hàng nên là gãy một cơ số cái lá ở ngọn. Cây lá ở ngọn, ví dụ nó gãy như thế này này. Đấy. Và lô này em sẽ bán rẻ này. Em bán 230.000 một cân. Và chỗ này chắc có tầm khoảng 4 cân đấy ạ. 230.000 1 kg ạ. Đây ạ. Có 3 hàng đấy ạ, trên kia này. 1 này, 2 này, 3 hàng đấy ạ. Khoảng 5 6 cân gì đấy ạ. Em bán 230.000 nhé. Tiếp theo hoàng thảo hoàng lạp. Hoàng thảo hoàng lạp đây, hôm nay mới về đấy ạ. Mọi người thấy xanh đẹp không ạ? Hàng cực xanh mà cực đẹp ạ. Hoàng thảo hoàng lạp thì em bán giá là 150.000 một cân ạ. Mọi người mua từ 3 cân trở lên em bán 140.000. Mua 5 cân em bán 120.000 một cân. Lô hoàng thảo hoàng lạp cực đẹp ạ. Em về 40 cân. Mà loại này thì mọi người mua mỗi người 5 cân thì rất là nhiều ạ. Bởi vì 5 cân thì ghép một trụ. Đấy, như gia đình em thì em cứ 5 cân là ghép một trụ, 5 cân ghép một trụ cực đẹp ạ. Hoàng thảo mối tua này, 120.000 một cân này. Đấy ạ. Mua từ 3 cân thì lên em bán 100.000 một cân này. Trong này là hoàng thảo kiều vàng. 180.000 một kg. Mọi người mua từ 3 cân trở lên bán 170.000, mua 5 cân 160.000 ạ. Hoàng thảo kiều vàng ạ. Cực đẹp ạ. Tiếp theo phần trên này. Hạc vĩ thanh lý này. Hạc vĩ thanh lý 200.000 một cân này. Đây đây là hoàn toàn đã rụng hết lá này. Đấy. Đã hoàn toàn đã rụng hết lá và cây được khá là khô ráo này. Đấy. 200k một kg. Trên này một cái combo khủng bố này. Combo này em bán đắt tiền hơn này. Combo này em bán 850.000 này. Bây giờ mọi người xem cái combo này, 850 này. Con combo này nó dài tít xuống dưới kia. Combo này chắc tầm khoảng em chẳng biết là tầm dao động 7 đến 9 cân mất. Em bán 850. Gồm rất là nhiều loại hoa lan. Và trên này một ít kiều hồng. Ít kiều hồng cực đẹp nhé, em bán 300.000 một cân. Đây. Kiều hồng em bán 300.000 một cân. Ít chồn cực đẹp này. Hôm nay hàng về cực ít này và cực đẹp này. 2 cân chồn này, em bán 300.000 một cân chồn này. Đấy, 300k một cân chồn này nhé. Cây cực to và đẹp ạ. Lô này mướt luôn. Kiều hồng và chồn. Kiều hồng có 3 cân. Chồn có 2 cân. Còn đùi gà, em xin lỗi, vảy rồng nguyên bản và cái này có nguyên bản mà có những cái mà nó chưa vây vào kín hết thì chúng em lại lấy thêm về đắp vào. Em sẽ giới thiệu qua từng 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 khúc nguyên bản luôn nhé. Khúc to thì em sẽ gửi xe và em ưu tiên tất cả các cô chú anh chị các bạn từ Mạn Thanh Hóa đổ về về phía Bắc này thì em sẽ gửi xe cho mọi người. Thế còn ở trong miền Nam thì em sợ rằng e rằng là khi mà đóng chúng em đóng gửi thì sợ nó nặng quá thì vào nó sẽ tốn rất là nhiều cước ạ. Và khả năng là cái này có thể ship chậm được nhé. Riêng vảy rồng này em có thể ship chậm được này. Đấy. Khúc to nhất này này. Em đo nhé. 1 gang này. 2 gang này. 3 gang này. 3 gang nhỉ, 3 gang còn thừa nhỉ. Khúc vảy rồng nguyên bản nó trụ tròn hết này. Khúc to nhất này em bán 600.000 này. Đấy, 600k cho khúc to nhất này. Đây, cực kỳ kín nhá. Hoa nở thì không phải nghĩ luôn ạ. Khúc thứ hai. Khúc này bé hơn này. 400k khúc này này. Khúc thứ ba. Khúc này em bán 550k. Đây nó là toàn những cái trụ tròn nhé mọi người nhé. Đây ạ. Là những cái khúc nguyên bản trụ tròn 550 này. Khúc này thì có thể ship chậm được nhé. Hàng có thể ship chậm được ạ. 550. Khúc bé này 350k. Tròn hết này. Đấy. Toàn hàng nguyên bản đấy ạ. Và khúc này là khúc cuối cùng này. Cuối cùng đây. Vảy rồng nguyên bản, vảy rồng Bắc nhá. Và đang mọc rất đẹp này. Hầu như khúc nào cũng đang có mọc nhưng mọc cái con cực nhiều nhé. Đây này. Đây. 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 Mọc cái con cực nhiều. Và những cái khúc nguyên bản này năm sau nữa sẽ rất là sai hoa.
Khúc này em bán 550. Đấy. Và cuối cùng em muốn giới thiệu mọi người cái lô tam bảo sắc hôm qua em bán. Và cái này là một cái giò mà em đóng gửi cho khách hàng. Mọi người có tin được là đây là 1 cân không ạ? Đây là 1 kg đấy ạ. 1 kg tam bảo sắc đẹp hôm qua đấy ạ. Em ghép được một cái giò to như thế này. 1 kg dáng hương tam bảo sắc. Hôm qua chúng em bán cho khách hàng ấy ạ, giá 300 đến 350 đấy. Và một chậu lan thế này thì 350 có xứng đáng không ạ? Khách hàng. Em nghĩ rằng là quá là xứng đáng ạ. Đấy ạ. 350 cho một cái dề lan tam bảo sắc to như thế này. Và sau khi trồng khoảng 2 tháng thôi, bộ rễ nó phát triển ra thì em nghĩ rằng là giò này sẽ phải đến tầm khoảng 1 triệu đến 1 triệu rưỡi ạ. Rất đẹp ạ. Đấy. Em đã giới thiệu xong phần thứ nhất, phần thứ hai thì em cũng sẽ giới thiệu qua cái giá thể trồng lan cho toàn thể cô chú anh chị các bạn cùng quan tâm, theo dõi và cùng đặt hàng ạ. Đấy. Hàng của chúng em hôm nay cũng ít thôi. Thế là nếu mà cô chú anh chị các bạn nào đặt hàng thì đặt hàng ngay từ buổi sáng để em đóng hàng cho buổi sáng luôn. À em quên mất đây còn có 3 giò Vanda hương chanh nguyên bản nữa này. 3 giò Vanda hương chanh ép treo hơi cao kìa. Treo hơi cao nên quay nó không được ngọt cho lắm. Đây là giò thứ nhất này. À giò thứ hai này. Giò thứ nhất đây. Đây. Em sẽ quay chiều dọc nhé. Sẽ quay chiều dọc nhé. Mọi người chịu khó xem một chút ạ. Giò này 1 mẹ 1, 2, 3, 4 1 mẹ 4 con đấy ạ. 1 mẹ 4 con nhưng cực đẹp nhé. Cái này cực đẹp ạ. Đây ạ. Dề nguyên bản này nó đã thuần ở vườn em được hơn 1 năm rồi. Bộ rễ này. Đấy. Bộ rễ đấy. Giò này em bán 1 triệu nhé. 1 triệu. Giò bên này em cũng bán 1 triệu này. Rễ này. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rất là nhiều ngọn ạ. Rễ này cực đẹp ạ. Và rễ này. Đây. Hai rễ này đẹp cực kỳ luôn ạ. Rễ cuối cùng này em cũng bán 1 triệu này. Giờ này thì em không thể đếm được bao nhiêu ngọn nữa cơ. Giờ này lại khủng khiếp hơn. Số lượng ngọn em không đếm được ạ. Em bán 1 triệu một dề nhé. Có 3 dề ạ. Có 3 dề thôi ạ. Có 3 dề thôi nhé mọi người nhé. Đấy, 3 dề. To giống nhau. Đây là địa lan mạc quân tử. Để phục vụ Tết 2019 đây. Gian địa lan mạc quân tử này cái độ phát triển của nó và đang rất là sung và rất là đẹp ạ. Đấy. Xanh mướt luôn ạ. Phần thứ hai đây là dồn đĩa này, 25.000 một cái này. Dồn bảng khổ 20-60, 60.000 một tấm á. Dồn trụ trong đấy. Đường kính 10 cm, dài 40 cm, 30.000 một cái. Đấy. Dẫn bảng khổ 20-40 40k một cái. Cực nhiều nhá. Đấy, cái này em vừa giao lưu, vừa bán, vừa giao lưu và vừa để cho trồng phong lan thân thòng vụ năm 2019. Phân dê đắp lan nhé. Loại 30. Loại 30 cm này.
Em bán 8.000 một cái này. 8.000 cái loại 30 cm. 10.000 loại 40 cm. 10.000 loại 40 cm. 12.000 loại 50 cm. Đấy. 12.000 loại 50 cm nhé. Em xin nói lại giá này. 8.000 loại 30 cm này. Phân dây ạ, đã qua xử lý nhé. Đây, đã qua xử lý màu trắng tinh này luôn ạ. Loại 40 cm 10.000 một cái. Loại 50 cm 12.000 một cái. Thực ra cái giá trị của nó thì không lớn, nhưng mà về cái cách làm và cách đóng hàng của chúng em thì cũng khá là phức tạp và khá là tỉ mỉ. Nên là bán hàng thì chúng em cũng bán cũng phải có một ít công thì chúng em mới bán được. Móc kẽm. Móc kẽm này. Em xin giới thiệu luôn này. Cái loại móc 60 cm em bán 5.000 một cái. Đấy. Loại 80 cm 60 cm em bán 5.000 một cái nhé. 80 cm em bán 9.000 một cái. Loại 1 mét em bán 14.000 một cái. Đấy. Ok, em xin cảm ơn toàn thể cô chú anh chị các bạn đã luôn quan tâm động viên chúng em hàng ngày. Chúng em chả biết nói gì. Chúc mọi người một buổi sáng an lành. Chúc toàn thể cô chú anh chị các bạn có những ngày nghỉ thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình yêu thương của mình. Em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể cô chú anh chị vào phiên bán hàng buổi sáng ngày mai nhé.